Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Mùa bánh bao là một trong những món ăn sáng được rất là nhiều người ưa chuộng hiện nay. Và đặc biệt thì tại những cửa hàng bán bánh bao nhỏ ấy thì sẽ có những cái thiết bị để làm bánh bao không thể thiếu. Và trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một bộ đôi thiết bị như vậy. Đó chính là một chiếc tủ hấp và một chiếc tủ giữ nóng và trưng bày bánh bao. Anh chị cùng xem là hai cái dòng tủ này nó sẽ có đặc điểm gì này, cũng như là giá bán cụ thể nó bao nhiêu nhé. Đầu tiên sẽ nhìn về cái thiết bị sử dụng để hấp bánh bao. Thì thông thường ấy, trong các video liên quan đến các thiết bị hấp bánh bao ấy, em hay giới thiệu những cái thiết bị như là nồi hấp này hay là những cái thiết bị tủ hấp công nghiệp. Tuy nhiên thì cái giá bán của nó, hai cái sản phẩm đó hơi cao. Vì vậy là ngày hôm nay Kinh Đông đang cung cấp một cái mẫu nồi hấp bánh bao với năng suất khá là lớn. Như đây em đang có là mẫu nồi hấp với kích thước là 50. Thì với mẫu nồi 50 3 tầng này các anh chị có thể đạt năng suất khoảng hấp liên tục cùng một lúc khoảng độ từ 60 cho tới 75 quả bánh bao cực kỳ thoải mái luôn. Thì với chất liệu là inox nên anh chị hoàn toàn yên tâm là nó sẽ hạn chế men rỉ khá là tốt này. Đồng thời việc vệ sinh lau chùi cũng cực kỳ đơn giản. Và khi nhắc tới vệ sinh thì vệ sinh chiếc nồi hấp này nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Bởi vì tất cả các cái khay của nó đều có thể tháo rời ra rất là dễ dàng. Nên là sau quá trình mình hấp bánh bao ấy, mình sẽ tháo rời từng cái lớp này ra để mình có thể là rửa một cách dễ dàng hơn. Còn trong quá trình hấp ấy, thì cái bộ phận gia nhiệt của chiếc nồi hấp này sẽ sử dụng mâm nhiệt anh chị nhé, với công suất lên tới 3200W cơ. Và anh chị có thể là điều chỉnh được cái nhiệt độ này ở ngay phía trước của nồi từ 30 cho tới 120 độ C để có thể là phù hợp với từng cái giai đoạn để mình hấp bánh bao. Còn cái thứ hai nữa ấy, thì chiếc tủ hấp này sử dụng nguồn điện là điện 220V điện gia đình. Vì anh chị sẽ hoàn toàn yên tâm là nó có thể sử dụng bất kỳ không gian nào. Và kích thước của chiếc nồi này là sao? Thì với chiếc nồi 50 bên kèm đây, nó sẽ có kích thước đường kính là khoảng 52 phân. Và cái chiều cao cả 3 tầng này sẽ là 70 phân anh chị nhé. Thì để anh chị có thể là lựa chọn được cái không gian phù hợp đặt chiếc nồi này. Còn hiện nay thì về giá bán, theo báo giá mới nhất vào tháng 11 năm 2023, thì giá bán của chiếc nồi hấp 50 này đang có giá là 2.750.000 tới 2.800.000. Và ngoài ra Việt Đông đang cung cấp một chiếc nồi hấp có cái thiết kế y hệt như vậy thôi. Tuy nhiên thì cái kích thước của cái khay hấp này nó không phải 50 mà nó chỉ là 45 phân thôi. Vì vậy là cái giá bán nó thấp hơn một chút, là giá từ 2.500.000 tới 2.600.000. Và thiết bị thứ hai sử dụng cho công việc kinh doanh đó chính là một chiếc tủ giữ nóng và trưng bày bánh bao. Thì với chiếc tủ này nó sẽ có cái thiết kế đẹp hơn này, có dạng tủ với 4 mặt kính nhỏ 4 cạnh. Thì điều này giúp cho cái quá trình mà anh chị trưng bày bánh bao trở nên đẹp mắt hơn. Đặc biệt ý, thì chiếc tủ này nó còn có cả đèn nữa, vì vậy là nó sẽ có thể là sử dụng cả ban ngày cả ban đêm anh chị nhé. Thì với chiếc tủ trưng bày bánh bao này anh chị có thể thấy không, nó sẽ có một thiết kế bên dưới sẽ là hệ thống thanh nhiệt giúp đun sôi nước và hấp để làm nóng bánh bao này. Với ở đây là có 5 tầng thì mỗi tầng này anh chị có thể xếp từ 9 tới 12 bánh bao tùy kích thước anh chị nhé. Đặc biệt ý, thì ở phần này nó vẫn sẽ có cái núm điều chỉnh nhiệt độ từ 30 cho tới 110 độ C để có thể là phù hợp để anh chị có thể giữ nóng bánh bao. Và với thiết kế là hai lớp inox thì anh chị sẽ hoàn toàn yên tâm là nó sẽ hạn chế bị móc méo rất là tốt trong quá trình mình sử dụng này, cũng như là bê đi bê lại. Và theo báo giá mới nhất của chiếc tủ hấp này thì hiện tại nó đang có giá là từ 4.800.000 tới 4.900.000 với dòng tủ hấp hai lớp. Và vừa rồi cũng là những cái thông tin chi tiết về giá bán này, cũng như về đặc điểm cấu tạo của hai mẫu nồi hấp và chiếc tủ hấp của trưng bày bánh bao. Thì nếu chị quan tâm muốn biết thêm về khả năng vận hành của hai thiết bị này, hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.